và lo âu quá nhé. Nhớ chăm con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước, anh không thể nghĩ tình riêng mình được. Khi các bạn anh và tóc hao gầy, ai cũng mong cho đất nước mỗi ngày không còn tin người nhiễm thêm ca mới. Thương tổ quốc em ở nhà hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi. Muốn trái tim đang còn sự sống, biết bao người trong tuyệt vọng ra đi. Lo quê nhà trái tim anh chợt khóc, sợ dịch đến mình, sợ mất một người thân. Anh không về vì dân tộc đang cần. Chào em yêu đồng đội đang đợi anh. Đồng đội đang đợi anh.